Đấy, mặt chip nhưng mà tháo ra lại còn hơi bóng bóng như kiểu bóng dầu thì phải các bạn này. Bóng dầu này. Xin chào các bạn. Rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Xin giới thiệu các bạn đây nhà nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay các bạn nhé. Một em PC hơi bị thương binh một tí, bay mất cái phần mặt phía trước rồi, với cả cái góc này này, không này, nó móp hẳn vào này. Đấy, cái này là cái em PC mình vừa thanh lý được của các bạn, bạn mang đến cho mình. Thì thực ra nó không bị như này đâu, nhưng mà bạn ấy mang đến cửa nhà mình thế nào nó rơi bùng cái này luôn các bạn. Và con này thì mình mua với giá là 2 củ. Và với 2 củ cho em PC này thì liệu là nó đã thật sự là ngon hay chưa thì chúng ta sẽ cùng xem nó như nào các bạn nhé. Đấy, bên trong nội thất của em ở đây này. Đấy, vì em nó vỡ cái mặt này rồi, chúng ta để xuống dưới này nhìn cho nó dễ. Thì đầu tiên là chúng ta có một con Vega này với hai thanh RAM ở đây này. Đấy, hai thanh RAM. Hai thanh này là hai thanh 4GB bớt 2400 của G-Skill các bạn nhé. Con này là DDR4 đấy. DDR4, như vậy là chúng ta sẽ có 8GB RAM. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một con nguồn là sách tay Hàn Quốc này, bảo hành 5 năm này, này. Con này là 500W các bạn nhé, 500W này. Và một con SSD 120GB của KingMax này. Đấy, hết rồi các bạn ạ. Pin CMOS thì không có này. Và con main này là main của máy main gì ấy. Vega chúng ta đây. Biết các bạn có nhìn rõ không? Con này chính là con GTX 1050 các bạn nhé. 1050 này. Con này thì mình thấy nó vẫn còn cái tem seal ở phên sát đây này. Thực ra với những cái main mà không có blacklist ấy mà có cái tem seal đây thì nó nhiều khi cũng chưa thể nói lên điều gì đâu, nhưng mà có thì nhìn nó vẫn thích hơn. Đấy. Để mình tháo cho các bạn con Vega này ra để chúng ta nhìn theo cái main là gì nhá. CPU của chúng ta đây là các bạn này. Con này là con G4006 các bạn nhé. Pentium G4006, con này là đời thứ 6 và đời thứ 7 các bạn nhé. G4006 này thì nó sẽ tương đương với con i3 đời 6 và đời 7 ấy, nhưng mà nó không có mấy cái tập lệnh đồ họa thôi. Mặt sau của chúng ta đây thì có phần úi, có phần hơi bóng bóng cái gì này các bạn này. Đấy, mặt chip nhưng mà tháo ra lại có hơi bóng bóng như kiểu bóng dầu thì phải các bạn này. Bóng dầu này. Các cạnh này, các cạnh thì vẫn còn nguyên này. Đấy, đấy. À, bóng dầu này. Ấy da, ấy CPU của phần bóng dầu này. Đấy, mở ra cái nhìn này bóng dầu luôn. Socket của CPU này, socket của CPU nhìn khá là đều các bạn nhá. Đấy, cái bóng dầu này nó ở đâu. Đấy, thế thiếu thế thì cái main này là main H110 các bạn nhá. Gãy chân rồi các bạn ạ, gãy hai chân này. Ấy da, thôi bỏ đi vậy, để mình thay quạt của mình vào và chúng ta sẽ bật thử để xem nó có chạy được không các bạn nha. Và toàn bộ cái này là 2 triệu, chúng ta sẽ chuyển sang test thử nhé. Ok các bạn nha, mình đã tháo một thanh ra mà đấy, vứt ra ngoài chạy một thanh này, chúng ta sẽ cắm thử xem sao nha. À, bật thử nha, 2 3 chạy rồi. Nét có vẻ đứng rồi các bạn kìa, nét nó đang đứng ở ram rồi. Tắt rồi, có vẻ chạy qua rồi. Đang là ở CPU. Úi, bàn phím này. À, lên. Nhận. À, nhưng mà bàn phím này. Bàn phím này có ấn được không nhỉ? Ây da, bàn phím nháy à. Úi giời ơi. Hay à. Nhưng mà dù sao nó cũng lên rồi các bạn ạ. Đấy. Ok các bạn này, mình đã vệ sinh xong RAM này và mình cắm lại hai thanh rồi. Chúng ta sẽ thử lại phát lửa nha. Vừa nãy nó lên rồi đấy, bây giờ chỉ còn nó có nhận hai thanh hay không thôi. 2 3 chạy rồi. Ý, nét nó vẫn nhảy kìa các bạn, các bạn có nhìn không đấy, cái đèn nét đỏ nó vẫn nhảy qua nhảy lại, có nghĩa là không nhận các bạn ạ. Không nhận RAM như này thì một là vấn đề ở main, hai là vấn đề ở CPU. Nếu có CPU vừa lấy giờ mình thấy có dầu ở CPU ấy, đau quá đi xem sao nhá. Cái dầu mà nó nằm ở CPU như này mà nó, con CPU nó vẫn lên được ấy thì khả năng cao cái này là cái dầu khoáng đợt trước mình thử lắp trong cái cây. Ok các bạn nha, mình đã tháo ra, mình lau cái con CPU ở bên trong đó rồi và mình cắm lại rồi. Chúng ta sẽ
thử lại phát nữa xem có lên nhận được 2 gam không nhá. 2, 3 chạy rồi. Nét nét có vẻ đứng rồi các bạn nha, nét đứng rồi, vệ sinh trong xe đứng rồi, tắt rồi, nhảy qua lên đấy, lên rồi các bạn này. Thế nhưng mà con phím này của mình nó bị nháy típ mù à, không nhận được phím luôn các bạn ạ. Ơi giời ơi các bạn nha, em nó đã lên ngon lành này đấy, nó chỉ bị thương binh cái phần ở ngoài mới là con siêu bị dính dầu thôi. Đấy, vệ sinh xong đầy đủ em nó đã lên rồi, chúng ta sẽ bật xem nào. Siêu là G4600 này, 2x4 luồng này, men là H10 Pro này, RAM 8GB nhận đủ các bạn nhé. Bớt đang chạy là 2400 này, graphic là 1050 2GB. Ok, cái cấu hình này là cái cấu hình cứu rỗi anh em rất nhiều trong cái lúc mà bão giá Bitcoin lên cao các bạn nhé. Mà bây giờ thì nó sẽ chạy được gì thì mình sẽ thay cái ổ cứng của mình vào, chúng ta test thử game xem sao nhá. Chúng ta đang đến với G5 các bạn nhé, trên em PC thương binh 2 đồng. Mình đang để setting là Very High với cả Low M các bạn ạ. Và FPS cũng rất là ok luôn các bạn nha, 100 FPS. CPU thì hoạt động mới có 87%, 61 độ C các bạn nha. GPU thì rất là mát rồi, 60, hoạt động 80 mấy%. Cả hai con này ăn chưa đến 100W điện, quá là tiết kiệm điện luôn. Mà GT5 thì vẫn chiến mượt. Tất nhiên là mình để setting thì thấp thì như mình nói ngay từ ban đầu rồi đấy. Cái cấu hình này thì nó chỉ là cứu cánh cho anh em thôi, nên là đừng có hy vọng là phải setting cao làm gì cả các bạn ạ. Đấy, tuy nhiên thì đang chạy mượt mà như này là quá ok rồi các bạn ạ. 2 đồng quá ngon rồi. Đấy. Yeah. Treo. Sao đây? Treo chưa? Sập. Úi giời. Sập rồi các bạn này. Bàn phím vẫn đang chạy này. À nó lên lại rồi. Nó lên lại rồi các bạn nhá. Nhưng mà hình như nó bị văng game ra rồi. Chuột không điều khiển được nữa rồi các bạn này. Nó đang báo cái gì này? Hình như là nó đang kích cái gì ở ngoài các bạn, có thể là do chập bàn phím các bạn ạ. Này không khiển được luôn. GT5 vẫn chạy các bạn nhá. À, cái này có thể là do chập bàn phím rồi. Chúng ta sẽ thoát ra xem nào. Báo là Divine Land Memory. Thoát rồi, văng rồi. Văng ra rồi các bạn ạ. Để báo lỗi này. Có vấn đề này, làm việc này, phải đóng cửa sổ này. Không biết là tại sao à, nhưng mà nó đang báo là RAM thấp này. Vừa lấy RAM vẫn nhận đủ 8GB cơ mà nhỉ. Xem lại em nào. Graphics RAM vẫn đủ 8GB này. Graphics 2GB này. Sao lại thế nhỉ? Hay là con bàn phím nó chập nhỉ? Khả năng là con bàn phím nó vừa lấy nó bị chập như kiểu nó nhảy lạnh ấy. Thôi để mình test lại phát nhá. Vừa GT5 ở lần thứ 2 các bạn nhá. Không biết là nó có vượt được qua cái lỗi lúc vừa lấy bị treo hay không. Đấy. Lỗi đấy thì mình chưa biết là nó nằm ở đâu các bạn ạ. Không biết có phải là do cái bàn phím nó bị chập đấy, nó nhảy lung tung hay không, hay do lỗi của con CPU bị dính dầu, hay là do lỗi của Vega thì mình chưa biết cụ thể nó ở đâu các bạn ạ. Chắc chúng ta phải test thêm một lúc nữa. Vừa lấy chúng ta bị treo ở cái đoạn này. Đấy, hy vọng là nó sẽ chạy qua được cái đoạn này một cách êm thấm để chúng ta đến một cái game khác. Có vẻ như qua cái đoạn không vẫn bị đây, vẫn bị ở đây các bạn nha. Vẫn đến đây là gục. Đấy, vừa lấy cũng ở đây gục, bây giờ đến đây cũng gục. Lỗi này thì không phải là tại ấy rồi, không phải tại chập phím đâu các bạn ạ, vì nó cùng ở một chỗ. Chúng ta đang đến với GT5 lần thứ 4 nha các bạn nha. Lần này mình đã test cái con Vega trên cái combo khác rồi. Tại sao mình đã đổi combo khác? Vì mình thấy cái main của nó bị chập bàn phím ấy, nên là mình mới test trên combo khác. Còn nếu như là mà cái main của nó bình thường mà nó lỗi lỗ văng ra như vậy ấy, thì mình sẽ không test lại con Vega làm gì cả, vì lúc đấy chắc chắn là con Vega này có vấn đề. Còn đây là mình đang hy vọng mong manh là cái vấn đề nó nằm ở cái con main nó bị chập choạc ấy, thì nó sẽ khiến cho cái con Vega nó hoạt động không chuẩn. Nhưng không,
treo luôn rồi các bạn này. Treo còn sớm hơn cả lần trước này, treo cứng rồi. Lần trước còn vào được sâu hơn nên là này treo cứng luôn. Đấy, lỗi rồi. Em Vega dính trưởng rồi các bạn này. 1050. À, cả cái cây thì con Vega là ngon nhất thì con Vega là lỗi rồi. Ê trời ơi. Lại nhọ rồi các bạn ạ. Đấy, không phải lúc nào cũng thơm. Đấy, mà mình cũng chủ quan là mình chỉ bật nó lên hình thôi, mình không test game. Đáng lẽ mình phải cắm ổ của mình vào test game như này cho nó ngon lành. Mình lại chỉ cắm vào phát thấy nó lên hình chạy được bình thường, thế là mình không test thêm nữa. Thế là lại đóng học phí con Vega của chúng ta rồi các bạn ạ. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.